Hi, xin chào anh em, nó Suối Tuyết đây. Và hôm nay phát hiện ra một cây San Viper bị lỗi một xíu. Đấy. Đây là cây mới nhá, hộp nguyên, sách nguyên, mọi thứ đều nguyên, mới cứng. Nhưng mà vấn đề là thế này, hãng nó gửi cho mình một cây nó bị oxy hóa một chút xíu chỗ này. Đấy, mọi thứ mới nhá, tí mình sẽ mở cho anh em xem. Có sao nói vậy, con này thì mình bán sale luôn, sale chỉ hơn 6 triệu một tẹo thôi. Đấy, rẻ hơn tới hàng hàng ngon lành là nên tới rẻ hơn tới hơn 2 triệu đấy. Đây nó như cụ thể thế này, nó chỉ có chỗ này. Đấy, với chỗ này. Đấy, nó giống như việc bẩn thôi, mới đầu mình cứ tưởng bẩn, mình lau mãi mới không sạch. Thôi. Thì phát hiện nó giống như kiểu bị oxy hóa một chút. Đây, đây mình sẽ zoom lại cho anh em sát thật kỹ cho anh em thấy. Nó như thế này thôi. Và nó như thế này. Đấy. Còn những chỗ khác thì không vấn đề gì cả. Mình sale con này còn lại hơn 6 triệu một tẹo. Cho anh em. Chất lượng mới hoàn toàn. Đây. Bằng đạm. Zin chưa từng bị đập vào mặt bao giờ. Đấy. 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 Tháo cho anh em xem luôn. Thế bị buồn chứ. Nó ố một tí ra là phải thôi. Bán sale cho anh em thôi chứ còn. À. Mọi thứ mới kinh con. Slide vẫn chưa chạy một tí nào. Chưa xước đây. Chỉ có một tí thì mình tháo là tháo vào. Nó không một tí chỗ này thôi. Mình vừa rồi mình vừa tháo ra. Đấy, đây. Các cái rãnh các thứ vẫn mới. Chưa có một vết cọ nào. Thôi. Chấp nhận bán sale cho anh em để anh em vào zoom lại thật kỹ cho anh em nhìn thấy. Nó chỉ có hai cái vết chỗ này. Thôi thì mỗi vết mất đi 1 triệu. Bây giờ mình bán hơn 6 triệu thôi. Số lượng chỉ có một cây thôi. Nên anh em nào nhanh tay múc thì mình gửi luôn. Đảm bảo là hàng mới 100%. Rồi, cảm ơn anh em xem clip cho anh em.